Anh chúng ta cùng đến với bài số 13 hi mạng. Ở bài 13 này cấu trúc đầu tiên các bạn học đó chính là động từ cộng ao kata. Đầu tiên thì cấu trúc này có nghĩa là diễn tả trạng thái của một quá trình trong hiện tại được duy trì liên tục cho đến thời điểm tương lai. Đó, nó sẽ là một cái quá trình dài. Và chúng ta dịch cấu trúc này là vẫn sẽ và mình để ý một chút là cái cấu trúc này chúng ta sẽ luôn chia vào thì tương lai hoặc là hiện tại với ý nghĩa tương lai. Mình không được chia quá khứ. Mình cùng xem từng câu một nhé. "Apureoneun honja jal salhal Sau này tôi vẫn sẽ sống tốt một mình. Thì ở câu này người ta muốn nhấn mạnh cái trạng thái hiện tại là người ta sống đang sống tốt và cái trạng thái đó sẽ được kéo dài liên tục đến tương lai. Mình vẫn dịch là gì ạ? Hiện tại sống tốt và tôi trong tương lai cũng vẫn sẽ sống tốt như vậy. Câu thứ hai này, 앞으로 그 나라의 경제가 더 반전에 갈 것입니다. À sau này kinh tế của quốc gia đó vẫn sẽ phát triển nhiều hơn nữa. 이두 젊은이가 행복하게 살아가기를 바랍니다. Ờ hy vọng rằng là hai người trẻ này vẫn sẽ sống với nhau hạnh phúc. Ý nghĩa thứ hai của nó là một hành động gần như hoàn thiện. Chúng ta sẽ dịch là sắp hoặc là gần xong. Và khi mà uh, đi với ý nghĩa này thì người ta thường dùng thêm phó từ thà có nghĩa là hết hoặc là khỏi thà. Chúng ta sẽ dịch là gần như xong, sắp xong, sắp sửa xong. Cứ che cứ thà Tôi gần đọc xong cuốn sách đó. Hồ cố sở lên khỏi <laughs> thà hết cả nít cả. ta đi xe ô bởi vì tôi gần như làm xong báo cáo rồi nên hãy chờ thêm một chút nữa và cấu trúc thứ ba cách dùng thứ ba của nó là nó sẽ được gắn với cả mion so hoặc là mio thành cấu trúc là ao kha so hoặc là ao thì nó diễn tả hai cái quá trình diễn ra song song với nhau cái này nó có khác với cấu trúc ư so một chút ư so là chỉ hai hành động diễn ra song song với nhau thế còn khi mà chúng ta gắn với aokata này thì nó Diễn tả một cái quá trình dài hơn Dài hơn Ví dụ như này chôm siêu cả miền sỏ Irapsita Tức là vừa cứ nghỉ ngơi Vừa cứ làm việc đó, Ví dụ như là bạn này bạn đang uh, Trong thời gian điều trị căn bệnh gì đó đúng không ừ, Thì trường phòng có thể bảo là um, Thôi vừa cứ nghỉ ngơi và cứ làm việc từ từ Và cái này nó sẽ diễn ra trong một khoảng thời gian dài Và câu sau này Thế học sinh 라면만 먹고 가면서 열심히 공부했어요. 나 thời còn là sinh viên thì tôi cứ vừa chỉ ăn mì gói và vừa học hành chăm chỉ. Thì chúng ta thấy là cái này là diễn tả một cái quá trình dài rất là quá trình dài có thể là 4 năm đại học bạn ấy ăn rất là tiết kiệm chỉ ăn mì gói thôi và học hành rất là chăm chỉ. Câu chúc tiếp theo của các bạn học đó chính là động từ cộng a o o ta thì cấu trúc này diễn tả trạng thái của một cái quá trình quá trình đã được xảy ra trong quá khứ và nó duy trì liên tục cho đến thời điểm hiện tại chúng ta sẽ dịch là vẫn đã nó thì nó trái ngược với chỗ ao kata là từ hiện tại từ tương lai còn aota là từ quá khứ cho tới hiện tại mình xem từng câu một nhé là nên kuchuni no soi o là tôi vẫn đã nỗ lực rất là đều đặn từ trước cho đến nay yorobun từ đến chỉ kim kaji yoshimi hangoku À, các em cho tới bây giờ thì vẫn đã học tiếng Hàn thật là chăm chỉ. là nên cứ xoa đam quả sim non an sao kio và soyo tôi vẫn đã quen yêu người đó suốt 10 năm qua. 김 교수님께서는 이년 동안 한국에서 책을 서 오고 계세요. là giáo sư Kim suốt hai năm qua thì vẫn đã đang viết cái cuốn sách lịch sử đúng không? thì chúng ta thấy là cấu trúc ao tà này sẽ chia vì gì đấy ạ Để chia về thời quá khứ hoặc là câu cuối này chúng ta có thể chia về thời hiện tại. thế nhưng mà cái hành động này nó đã được bắt đầu từ trong quá khứ và tới thời điểm hiện tại thì nó vẫn đang diễn ra. mọi người nhớ là cấu trúc cả ao và ao tà nó phải diễn tả một cái quá trình nhá, một cái quá trình xảy ra dài. mình không thể nói là cái quá trình xảy ra ngắn được. ví dụ như là suốt 3 ngày qua em học tiếng Hàn thì em không thể sử dụng cấu trúc này được mà nó là phải thật khoảng thời gian tương đối dài ví dụ hàng năm trời đó thì chúng ta mới sử dụng được cấu trúc này để diễn tả một quá trình nha rồi aoya kịch tà thì cấu trúc này chúng ta đã từng gặp ở trong đầu đầu cuốn sách này rồi nó thể hiện ý chí sẽ phải làm gì đó của chủ thể và có thể là phỏng đoán ngôi thứ ba đó, bây giờ chúng ta cùng xem từng câu một nhé. 이번 도전에서는 꼭 성공해야겠어요. Tức là trong cái cuộc thử thách lần này nhất định tôi sẽ phải chiến thắng. Hiện tại ý chí của chủ thể. 한국 회사에서 일하려면 한국어 더 잘해야겠어요. Nếu muốn làm việc tại công ty Hàn chắc là tôi sẽ phải giỏi tiếng Hàn hơn nữa. 아직 결정 못 했는데 더 생각 khép hóa giá hết sỏi. là tôi vẫn chưa thể đưa ra quyết định. chắc là tôi sẽ phải suy nghĩ thêm, đúng không? rồi, khí phím xin mẹ cho tôi. còn đây nó sẽ có dạng là chạy nhấn mạnh cái sự phỏng đoán và thêm một sự cảm thán nữa. Ừ. có lẽ là bạn sẽ phải mau chóng tới bệnh viện thôi. chúng ta sẽ có cấu trúc động tính cộng ư miên chuột thả hao tà hoặc ship tả cấu trúc này mình học ở sơ cấp 2 rồi đây chính là thể hiện mong muốn mà ao ước tuy nhiên là sơ cấp 2 thì chúng ta mới học là ưu miên chuột thả thôi đúng không ạ còn lên trung cấp 3 thì chúng ta mở rộng ra thành là ư miên na tả ưu miên ship tà đều được nhé cái này chúng ta có thể chia thì hiện tại hoặc là chia thì quá khứ nếu mà chia thì quá khứ thì là cái thể hiện cái mong muốn ao ước đó xa vời hơn với cái chủ thể cái chủ thể khó có thể đạt được còn nếu chúng ta tin hiện tại thì nó chỉ là một mong muốn bình thường thôi Cái này thầy đã hướng dẫn các bạn ở trong chương trình sơ cấp 2 rồi Chúng ta có thể dỡ lại cái bài số 9 sơ cấp 2 để chúng ta xem Rồi mình cùng xem từng câu nhé Radio Sodica Chocomanto Cosmion Heo Mong rằng là cái âm thanh ở radio sẽ to hơn một chút nữa Phương ơn này khai Ý Bởi vì em phải đi tới bệnh viện Nên em mong muốn rằng cái cuộc gặp lần này sẽ được hóa lại. Xuân 입장에서 생각했으면 싶어요. Tôi mong muốn rằng mọi người hãy nghĩ trong lập trường của khách hàng. 우리가 묵을 호텔은 바다쪽 전망이었으면 좋겠어요. Tôi hy vọng rằng, mong rằng, ước rằng cái khách sạn mà chúng ta ở sẽ có view hướng biển, đúng không? Tròn mang.

Đấy, chúng ta thấy là những công này thấy đang để quá khứ nhưng mà thực ra là ý nghĩa của nó không phải là quá khứ mà nó sẽ nhấn mạnh cho cái điều ao ước mong muốn của mình nó khó trở thành hiện thực hơn so với khi là chúng ta chia với cả thì hiện tại ở trong bài đọc và bài nói của bài này thì chúng ta sẽ gặp một, một chút là động tính cộng với cả thần chi à, thực ra động tính cộng thần chi này có khoảng hai ba cách dùng nhưng mà hôm nay thì thầy chỉ giới thiệu với các bạn một cái cách dùng mà cũng thường xuyên dùng đó chính là cấu trúc này là cấu trúc lựa chọn đó là cho dù có lựa chọn như thế nào đi chăng nữa thì cũng không có gì liên quan và chúng ta sẽ dịch cấu trúc này là cấu trúc là dù Nhưng mà đây không phải cấu trúc nhượng bộ A o mà đây là cấu trúc lựa chọn. Tức là cho dù có như thế nào đi chăng nữa. cho dù có cái lựa chọn như thế nào đi chăng nữa thì cũng không có liên quan không ảnh hưởng đến về sau đó và chúng ta để ý là cái về trước của cái tình chi này nó sẽ có một gì ạ một mệnh đề nghi vấn đây một mệnh đề nghi vấn mọi người nhìn thấy chưa ví dụ nhé một sinh ý ha hát tình chi rồi simi là cho dù có làm việc gì đi chăng nữa thì à, làm một cách chăm chỉ mới là điều quan trọng. Và thì chúng ta thấy là có một cái sự lựa chọn ở đây là dù lựa chọn làm công việc gì đi chăng nữa. Đó. Khi mình dịch ra ấy, thì dịch ra là ý nghĩa là nhượng bộ dù cho dù mình dịch ra mình dùng auto đúng không? Dịch ra thì dùng auto nhưng mà trong ngữ pháp người ta xếp đây là cấu trúc lựa chọn. Je ga gì sang Rồi, cho dù là tôi đi cùng ai với ai đi chăng nữa thì cũng không hề liên quan tới bạn 어디에 살든지 고향을 잊지 마세요 Cho dù là sống ở đâu thì cũng đừng có quên quê hương 우리 아빠는 무슨 음식이든지 다잘 먹어요 Bố của em dù là món ăn như thế nào đi chăng nữa thì cũng có thể ăn tốt, đúng không? Động từ 이다 đây này Và chúng ta đã gặp cái dạng là 언제든지, dù là bất cứ, lúc nào, 뭐든지 À, cho dù là bất cứ cái gì or chi cho dù là bất cứ ở đâu nhu chi cho dù là bất cứ ai và cuối cùng thì chúng ta ôn lại có chút là động từ cộng với kê với tổ đốt có chút kê tổ đã dạy các bạn ở trong những bài đầu rồi hôm nay mình nhắc lại một lần nữa để chúng ta thành thạo một chút này hơn nhé thì đầu tiên đây chính là có chút chỉ mục đích của hành động mục đích của hành động thứ hai là chúng ta thấy là cái chủ ngữ của hai vế nó sẽ thường là khác nhau Đấy, và nó ít khi xuất hiện ý chí của chủ thể ở trong những cái câu này đó thì nó sẽ khác với cấu trúc ưu cô ngày xưa mình học ngày xưa mình học ưu rìu cô ấy ạ ưu cô này có nghĩa là để mà tôi làm gì đó thì tôi đã hoặc là đang làm gì đó ví dụ để du học hàn quốc thì tôi đang học tiếng hàn đúng không đó và về sau của ưu rìu cô mình chỉ được chia là hiện tại hoặc là quá khứ mình không được dùng cái mệnh lệnh cầu khiến thịnh dụ đúng không? đó còn nếu mà về sau đó là tương lai thì chúng ta phải sử dụng cấu trúc gì đấy? ư려면 ừ, nếu muốn á đúng không? Ví dụ là nếu muốn du học Hàn Quốc thì hãy học tiếng Hàn thì mình phải sử dụng cấu trúc là ư려면 ừ, đúng không? 한국으로 유학 가려면 đúng không? 한국거른 배우세요 và cái cấu trúc này nó còn có một chút lớn hơn là cấu trúc ký ví hệ đúng không? Kiwi -e, mình học sơ cấp 2 Kiwi -e so thì thực ra Kiwi -e so này là có thể thay thế cho cả các ưu điều cô và ưu điều men Kiwi -e so này về sau của nó không có sự giới hạn nó có thể là dùng thì quá khứ hiện tại tương lai câu mệnh lệnh cây cầu khiến đều được đó nên là Kiwi Hè -e so này thì nó sẽ diễn tả là ạ? Vì một cái hành động nào đó mà chủ thể rất là nỗ lực cố gắng đúng không? Làm gì đó ví dụ như là để mua nhà thì tôi cố gắng tiết kiệm tiền cái cấu kê với tổ gốc này nó khác gì ạ như thầy đã vừa nói thì kê với tổ gốc này ạ thì hai cái chủ ngữ của nó nó sẽ phải là khác nhau nhớ đấy và chúng ta thấy là thông thường ấy, thì nó hay sử dụng cho ngôi thứ ba đó nên mình xem từng câu một nhé thì từ tô từ đơn kê hai kiểu để mọi người ngồi sau có thể nghe thấy thì tôi sẽ sử dụng microphone đúng không đó như thấy là chủ ngữ thứ nhất là ngôi thứ ba này, còn chủ ngữ về sau là gì đấy? Ngôi thứ nhất đúng không? Tha đơn 사람이 공부할 수 있게 할수 있도록 주의히 하세요. là để cho người khác học, để cho những người khác học hành. Đấy ngôi thứ ba đấy ạ. Thì hãy trật tự. Các bạn hãy giữ im lặng. Thì ở sau này thì chủ ngữ là ngôi thứ hai đúng không? 제가 잘 들을 수 있게 크게 말해 Thì chủ ngữ ở ngôi thứ nhất này là vế chủ ngữ ở về thứ nhất là ngôi thứ nhất đúng không chủ ngữ ở về thứ hai là ngôi thứ hai đó Thế nhưng mà câu này nó chuyển là gì ạ để mà nghe rõ thì tôi đã sử dụng tai nghe hoặc là để mà nghe rõ thì tôi đã vặn volume lớn lên thì câu này các em sẽ không dùng kê về thủ đốc được thì các em phải dùng có chút cô cô hoặc là kiwi he tại vì chủ ngữ của nó đều là ngôi thứ nhất để mà tôi làm cái gì đó thì tôi đã làm cái gì đó đúng không để mà tôi làm cái gì đó tôi đã làm cái gì đó còn đây là chủ ngữ hai bế khác nhau đúng không để mà tôi có thể nghe được thì bạn hãy nói to lên thì chúng ta phải dùng kê hoặc là throat mình không được phép dùng u kiwi cô kỳ so đây nhé hãy một cân sự suy có để mà bạn bọn trẻ có thể ăn được ngôi thứ ba này đúng không? nếu có xuân lọt chim mà thì à, đừng có cho đồ cay vào đó. Kê và tổ đốc là giống nhau nhất có thể dùng thay thế được cho nhau ạ. Rồi nội dung của bài đây kết thúc rồi ạ.